Xin kính chào quý bà con, quý chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2024. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua thành định Bích Thái vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Chúc quý bà con, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật thành định Bích thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số là lâm sản khác trên kênh. Quý bà con, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến dưa mít hay một số là nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý quá anh chị các bạn, thì tình hình Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá tiếp tục đang có chiều hướng đang đi ngang. Giá hiện nay thì vẫn đi ngang trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây nhé quý bà con. Khu vực Chỉnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, mít kem lớn dao động từ 17.000, kem nhì là 12.000, kem ba dao động từ 4-5.000. Chợ hiện nay tại khu vực Chỉnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ giống cái đồng từ 3.000 tại khu vực Chỉnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang. Tiếp theo là thành mít tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An hiện nay thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 18.000, kem nhì dao động ở mức từ 13.000, kem ba dao động ở mức từ 5.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ giống cái đồng từ 3.000 tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An. Còn ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít kem lớn dao động từ 19.000, kem nhì là 14.000 và mít kem ba dao động ở mức từ 6.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 3-4.000 cho mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Ở khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dưa mít. Còn thành dưa mít tại khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu, khu vực miền Đông hiện nay thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 8.000, kem nhì là 6.000, kem ba dao động từ 4.000. Cho hiện nay tại khu vực miền Đông thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 2.000 tại khu vực miền Đông. Còn ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì kem lớn dao động từ 7-8.000, kem nhì là từ 5.000, kem ba dao động từ 3.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 2.000. Ngoài ra thì tình hình mít Thái cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần. Thương lái mua chênh lệch lên xuống là